Xà thú. Chứ mình để cảm nhận mỗi lần ngồi được như vậy á, tôi muốn ngồi nữa khi nghe tiếng chuông hơn. Khi mà tâm nó an tịnh, lòng mình nó có một cái vị ngọt, cái vị ngọt của nó diễn ra trong tâm của mình, nhưng tâm của mình đang là vọng niệm, cho nên mình không thể cảm nhận được cái vị ngọt của chánh niệm và tịnh tâm. Nên ngồi thiền là để tịnh tâm, không, ngồi thiền là để cảm được cái an lạc của định, do khi tịnh tâm là cái nhân thì tự nhiên nó có cái vị ngọt của cảm thọ. Nhưng vị ngọt nó cũng chưa phải là cái đích của thiền. Đích của thiền không phải là tứ thiền hay tứ không, mà đó là cái ánh sáng chánh niệm soi rọi tỉnh thức. Bất kỳ cái gì nó diễn ra trong lúc mình đang thở, cái đó là xấu hay cái đó là đẹp, thì cái đó là cái đó, chứ cái đó nó không có xấu đẹp. Thế mà cái đó nó trở thành xấu đẹp thì không phải là mình đang thiền nữa, mà mình đang bỏ mình và chạy theo ngoại cảnh. Lúc đó mình không có chánh niệm. Xuất hiện trước mặt mình bất kỳ cái gì thì nhà thiền gọi là xúc mục vô phi thị đạo. Con mắt tiếp xúc với cái gì thì cái đó chính là đạo. Thì giờ cho con hỏi, trả bài nha. Hiển thị, giác hiển thị. Xúc mục vô phi thị đạo, thì cái gì con mắt nó tiếp xúc cái đó là đạo, thì cái đó là cái gì? Chào bà sư. 5 giây, Dạ 1. đó là chánh niệm mà. À, không nghe được thì có thể viết lên, chứ vấn đề là trả lời được thì có thể viết lên. Giác hiển thị nói không nghe được. Dạ thưa thầy, vô ngã. Vô ngã là không sai nhưng mà chưa đúng. Nghe lại câu hỏi nha, để mình biết cho mình học Phật á, cái cảm ngộ Phật tánh của mình á nó cỡ nào. Là nhà thiền nói là xúc một vô phi thị đạo, à Huệ Kiều Lâm nói là cái biết xà thú. 90% chuẩn xác ở đây là gì? Xúc một vô phi thị đạo, cái gì mà con mắt mình thấy cái đó là đạo, thì cái đó là cái gì? Chính xác của cái từ biết đó là qua con mắt thì nó là cái gì? Cái gì? Không phải cái bị thấy, mà là cái thấy. Cái thấy ấy chính là đạo, cái thấy, cái biết. À đúng rồi, là Thảo Nguyên, cái thấy. Bây giờ thầy thấy, thì thầy thấy là thầy thấy, chứ cái gì mà thầy thấy không quan trọng. Cho nên cái thấy ấy là đạo, rất là hay. Nhưng mình không thấy cái thấy, mình thấy cái bị thấy. Và cái bị thấy nó có đúng có sai, có nam có nữ, có dơ có sạch, có hiền thủy có thanh đổ, có thúy vân có thúy kiều. Và như vậy thì có luân hồi sanh tử. Chỉ cần ở ngay chỗ cái chỗ là cái thấy, thì chỗ đó mình là ông chủ. Tu không có khó, khó là không có tu. Tu là ở chỗ không có tu, chứ không phải tu mà là tu. Tu ở chỗ không có tu chính là nhận ra cái thấy, và đừng coi là cái bị thấy, thì cái đó không phải do tu mới thật sự là tu. Tức là tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Tức là không phải do tu mà chứng, mà do không tu mà chứng. Không tu không phải là không tu mà thực sự là tu. Không tu tức là không tạo tác, không tạo ra tham sân si. Còn cái không tu bình thường là tạo ra tham sân si.
tham sân si thì đó là tạo tác chứ không phải là không tu. Cho nên một người hiểu đạo rồi mới tu đạo. Tu đạo ấy chính là nhận ra cái đạo ấy chính là cái tánh nghe, tánh biết, kiến văn giác trì. Cái đó không phải do tu mà có. Nếu do tu mà có thì mình hết tu là mình hết có. Như vậy cái gì do tạo mà có, cái đó là tạo tác. Duyên hợp thì có, duyên tan thì mất. Cái Phật tánh của mình không phải do duyên mà có. Cái đó bản lai diện mục gương mặt xưa nay tự tánh mỗi người. Phật không tăng, chúng sanh không giảm. Không phải đọa địa ngục là mất, không phải sinh chư thiên là còn. Cho nên tánh của chúng ta không phải là tướng. Chúng ta bỏ tánh theo tướng thì đó là luân hồi sinh tử. Và tu đạo là quay về nhận ra chân tâm Phật tánh, rồi tu niệm Phật, tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu gì đó tu. À, tu với thầy Ngọc Phương là hiểu ra chỗ này. Tức là phải thấy đạo rồi mới tu đạo. Đạo là gì? Xúc một vô phi thị đạo, bình tường tâm thị đạo. Xúc một cái gì mà tiếp xúc với một lần mắt không? Là cái thấy. Cái gì mà tiếp xúc với cái thấy thì cái đó nó làm cho mình biết mình là cái, mình là cái thầy, thầy Ngộ Phương. Mình thấy thầy Ngộ Phương thì mình thấy thầy Ngộ Phương, mình thấy thầy Ngộ Phương thì mình là cái thầy. Thầy Ngộ Phương giúp mình trở về cái thầy. Cho nên thầy Ngộ Phương không còn quan trọng, mà cái thấy của mình mới quan trọng. Cho nên bất kỳ lúc nào mình cũng có thể tu được, mà không cần phải ngồi thiền, không cần phải lên chùa, không cần phải thọ giới, không cần phải xuất gia, không cần phải niệm Phật. Tất cả những thứ đó là phương tiện để chúng ta trở về với cái đại định tánh thấy. Nếu chưa giác ngộ được cái đại định mình chính là tánh thấy đó, thì tất cả phương tiện kia chỉ tu cải sửa kiến trúc phước báo nhân thiên trời người thì chưa phải là tu theo Phật. Này rất quan trọng. Nói đi nói lại để chư huynh đệ nào có chút ngộ tánh thì ngộ đạo phóng quang. A Di Đà Phật.